Xin chào các bạn, mời các bạn đón xem một trận siêu kinh điển, một trận đấu keo trong các thành viên câu lạc bộ bóng đá của Liverpool. Trận đấu này là với nội dung là một con gà cái bia. Keo này là cái keo hèn. Phục thù nhau, đã gặp nhau mấy lần rồi thì hiện tại bây giờ là sẽ diễn ra cái kèo trong buổi chiều hôm nay. Tối hôm nay là kèo con gà kẹp bia, đã xong đi uống. Giới thiệu với các bạn thì phía bên này sân, chủ công là thằng Cao, trên hai là Phan Tuấn và phụ công là Thầy Hồng, Phan Hồng. Ba anh em nhà họ Phan, gọi là Phan Gia, đá với phía bên kia là chủ công là Phan Tài, chuyên hai Sang và phụ công là Giáp. Trận đấu đã được bắt đầu. Điểm 1-0. Điểm 2-0. Phạt bóng tự do. Kèo này thì ai có gì dùng đấy, ai có năng khiếu gì dùng cái đó. Của kẻ biên như phía bên kia xác định xem trong hay ngoài sân. Có vẻ là bóng đã ra ngoài sân một chút. Bộ phận trọng tài làm việc nhiệt tình vào. Tỷ số bây giờ là 1-2. Trọng tài bây giờ đang trèo lên trên cột để làm nhiệm vụ. Trọng tài là Tuấn Đô Lương. Bắt đầu trận đấu tiếp tục, vẫn còn. Vẫn còn. Mặc dù cố gắng nhưng không thể qua được quả bóng sang sân phía bên kia. Tỷ số bây giờ là 2-2. Rất khó. Cú đập bóng chéo sân của thằng Cáo. Điểm bây giờ là 3-2. Thôi ta đợt đôi này. Đợt đôi được làm thôi. Tỷ số là 3-2. Thằng Cáo biết bóng. Còn quạt không. Rất may bóng đã vừa sạt rịt lưới rớt xuống sân. 4-2. Còn không, không được. Thủ bóng không thành công. Đổi điểm 3-4. Điểm bây giờ là 3-4. Phan Tài vịt bóng. Đội điểm 5-3.
Còn không? Còn. Rất tốt. Thầy Hồng thủ bóng rất tốt trong pha bóng vừa rồi. Còn. Đình bỏ bóng nhẹ phía trước nhưng không thành công. Đội điểm 4-5. Cứ bóng theo ông giật thột làm cho đồng đội cũng bị giật thột theo. Tỷ số bây giờ là 5-5. Bỏ bóng rất tốt, cú xoáy xoáy bóng, ba động tác của thằng cáo rất là kỹ thuật. Điểm 6-5 cho phía thằng cáo. Tốt, bỏ bóng nhẹ, sạt lưới rớt xuống sân. Điểm 6-6. Tài vịt bóng. Hai. Cú ngoắt bóng rất là điều nghệ. Thằng cáo. Điểm 7-6. Không được. Điểm 8-6. C15 hay C17 đây? 17. Điểm bây giờ là 8-6. Không ngoài. Bỏ rất tốt, rất khéo, rất kỹ thuật. Điểm 9-6, rất là đẳng cấp. Chín sáu, thằng cáo tiếp tục vịt bóng. Còn Thầy Hồng thủ bóng rất là hay. Ui, rất tuyệt vời. 16. Cú bỏ bóng cực kỳ kỹ thuật, cực kỳ chất lượng. Điểm bây giờ là 16. Bóng trong sân. Điểm 11-6.
11 sau. Thằng Cao tiếp tục tuyệt bóng. Hay. Trời. 71-0. 71-0 ngoài không? Không, quả nữa là hay đấy, không thấy ông thủ hay đấy. Vì lực rất mạnh. 71. Hay. Điểm 12-7. Điểm 12-7, thằng Cáo tiếp tục vượt bóng. Bỏ bóng rất kỹ thuật. Chỉ có thằng Cáo mới có được những cái động tác khá như vậy. Điểm 13-7. Rất là đẳng cấp. 13-7. Thủ bóng không thành công. Điểm 8-13. Bóng ra ngoài sân. 14-8. Thủ bóng không thành công. Điểm 9-14. 9-4. 9-4, 9-4. 9-4, 9-4. Thủ bóng không thành công. 10-14. Đây là cuộc chiến của Phan Gia. Điểm 11-14. Trong ta, đó là cái đồng. Điểm 11-4. Ngoài. Ngoài từng này. Đây dấu đây. Điểm 5-15-11. Tốt, rất tốt con, quá luôn. Bóng không qua lưới. Điểm 16-11. Rất tốt. Thế Hồng hôm nay thủ bóng tuyệt vời. Tốt, vẫn còn. Còn. Wow, tuyệt vời. Rất tiếc bóng đá bay ra ngoài sân.
Nhưng mà rất ghi nhận cái nỗ lực của Thầy Hồng trong pha bóng vừa rồi. Điểm 12-16. Cú đập bóng rất là mạnh. Vẫn còn. Tiếp tục. Tiếp. Lại một cú tiếp. Hai. Sau những cú đập bóng liên tục thì bên kia đã phản đòn được. Điểm bây giờ là 13-16. Phạt bóng tốt. Điểm 14-16. Bên này còn một điểm, còn bên kia thì còn hai điểm nữa thì bằng bên này. Sát bằng tỷ số. Điểm bây giờ 5-6. Thiệt rồi. Tăng cao đúng rất là cao. Trong pha bóng vừa rồi. Điểm 17-15. Chiến thắng dành cho phía thằng cáo Thế Hồng và Phan Tuấn. Trận đấu rất là hay, rất là hấp dẫn. Thì mọi người theo dõi thì nhớ ủng hộ subscribe có đã subscribe kênh Mai Anh Hoàng Tuệ giúp và like các video nào cảm thấy hay để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn.